càng dài dư thiên. Hãy
Người Việt Nam cho nên là không thiếu gì nữa. Mình đi lướt qua mấy cái chỗ này nhỉ, tại vì mình muốn giới thiệu với các bạn các cái sản phẩm ở Việt Nam thôi, chứ còn mấy cái đồ đây mình thường dùng cái loại đây là cái hàng gia vị. Bảy mươi chín cent một cái này. Tính trời ơi, bí ngọt cũng bòn. Tính trời bí ngọt cũng bòn bạc hà. Tính trời ơi, không có.
ta để trong một cái tủ lạnh rất là lớn nha, rất là vệ sinh, rất sạch sẽ.